Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc Viễn Đồ.com. Và trong video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái quảng cáo video trên Facebook. Mà về cơ bản thì để tạo một quảng cáo video trên Facebook nó giống như là chúng ta tạo một quảng cáo thông thường bằng hình ảnh trước đây chúng ta hay sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn có một video và dùng cái video đó để chạy quảng cáo thì chắc chắn là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn, cái mức độ tương tác vào trong bài viết, vào trong cái chiến dịch quảng cáo nó sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì đa phần chúng ta là đều thích cái video hơn là hình ảnh. Để tạo quảng cáo thì chúng ta cũng vẫn vào quản lý quảng cáo. Sau đó chúng ta chọn trình quản lý quảng cáo. Sau khi ở trong cái mục tạo một cái quảng cáo mới thì các bạn lựa chọn cái mục cái loại quảng cáo, tức là thu hút mọi người xem video. Sau đó chúng ta có thể đặt cái tên cho quảng cáo, tên chiến dịch cho quảng cáo của chúng ta để chúng ta dễ quản lý phân biệt với những cái chiến dịch khác. Các bạn nhấn tiếp tục để đi vào bắt đầu cài đặt cái đối tượng mà quảng cáo muốn nhắm đến. Thì trong cái ô đối tượng tùy chỉnh, nếu như các bạn đã muốn chạy cái quảng cáo pixel, tức là quảng cáo tiếp thị lại, quảng cáo remarketing ở cái bài trước ở trên blog, thì Ngọc cũng đã hướng dẫn cho cách các bạn tạo một cái pixel để chạy quảng cáo tiếp thị lại, tức là cái quảng cáo nó chỉ hướng đến những người đã từng truy cập vào website của bạn, thì với thời gian là 30, 60, 90 ngày thì họ chỉ những người đó mới nhìn thấy quảng cáo này thôi, còn những người khác thì không thấy. Nếu các bạn muốn làm cái việc đó thì các bạn có thể xem cái bài trước. Và ở trong cái đối tượng tùy chỉnh, các bạn chọn vào cái pixel mà các bạn đã từng tạo. Ở vị trí thì các bạn chọn, tất nhiên là các bạn có thể chọn Việt Nam hoặc cái quốc gia các bạn muốn. Sau đó các bạn nhập cái thành phố mà các bạn muốn nhắm đến. Ví dụ như mình chọn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng. Vân vân, các thành phố mà các bạn muốn nhắm đến cái đối tượng độ tuổi, các bạn cũng chọn cái độ tuổi mà quảng cáo muốn hướng đến, ví dụ là từ 22 đến 45, hoặc là tùy cái mục đích quảng cáo của các bạn. Ở trong cái mục nhắm mục tiêu chi tiết thì các bạn có thể chọn theo cái sở thích của người dùng trên Facebook để không lãng phí cái ngân sách chạy quảng cáo. Ví dụ như ở trong cái quảng cáo này, Ngọc muốn hướng đến những người, đây là một cái quảng cáo về hosting, thì Ngọc muốn hướng đến những người webmaster, những người yêu thích blog, những người thường xuyên làm việc với máy chủ, thì Ngọc có thể tìm xác định ở trong cái mục công nghệ hoặc là máy chủ máy tính hoặc vân vân. Tuy nhiên các bạn có thể gõ luôn cái sở thích mà các bạn muốn nhắm đến vào trong cái ô nhắm mục tiêu chi tiết. Máy tính, như là những người yêu thích viết blog chẳng hạn, Bookfest, thì đấy là những cái mục tiêu mà các bạn nhắm đến. Ở cái phần vị trí quảng cáo thì các bạn có thể chọn muốn cho quảng cáo hiển thị ở đâu, ví dụ như ở bảng tin của thiết bị di động, bảng tin trên máy tính, hoặc cột bên phải
của máy tính trên giao diện của Facebook. Ngoài ra hiện nay thì Facebook cũng cho bạn là chạy cái quảng cáo liên kết với tài khoản trên mạng xã hội Instagram. Thì nếu như các bạn muốn chạy cái quảng cáo này trên new feed của Instagram thì các bạn cũng chọn vào cái mục Instagram để ở bước sau các bạn sẽ kết nối cái tài khoản Instagram vào trong cái quảng cáo. Ở phần dưới là cái phần các bạn quyết định dùng bao nhiêu ngân sách cho cái chiến dịch quảng cáo này. Thì ở trong ngân sách các bạn có thể chọn ngân sách hàng ngày, mỗi ngày bao nhiêu tiền, hoặc là các bạn chọn ngân sách trọn đời thì tùy các bạn. Ở đây thông thường thì chúng ta hay chọn là ngân sách trọn đời để dễ quản lý. Ví dụ như mình sẽ chạy là 500.000 đồng. Và thời gian chạy đã bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 5 ngày, tức là đến ngày 25. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6, tổng ngân sách là 500.000 đồng cho 5 ngày. Tức là Facebook sẽ tự cân đối trong cái ngân sách đó để chạy. Trong cái mục tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo thì các bạn nên chọn là cái lượt hiển thị theo video, tức là các bạn chỉ phải trả tiền khi nào mà người xem click vào video và xem 10 giây trở lên thì chúng ta mới phải trả tiền cho cái lượt xem đó. Ở trong cái số lần hiển thị bị tính phí theo cái CPM, tức là tính phí theo lần hiển thị quảng cáo, thì các bạn cũng có thể lựa chọn vào lượt xem video trong 10 giây, hoặc là các bạn để mặc định là số lần hiển thị theo CPM để Facebook tự tính toán theo cái giá thầu mà các bạn đang lựa chọn là tự động, thì Facebook sẽ tự cân đối trong cái khoản 500 tổng ngân sách cho chiến dịch quảng cáo, thì sẽ phân phối tính dựa trên cái cách tính của Facebook. Thì những người mới thì thường chọn cái phương pháp giá thầu theo CPM và phương pháp tính tiền tự động. Ok, như vậy là các bạn đã thiết lập xong cái đối tượng nhắm mục tiêu cho quảng cáo và ngân sách, cũng như là cái cách tính phí cho quảng cáo. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục để sang cái bước tải lên cái video của các bạn. Thì Facebook cho phép các bạn tạo một cái bản trình chiếu online, giống như khi các bạn tạo đoạn video online ở trong cái trình quản lý của YouTube. Tuy nhiên cái cách tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị một cái đoạn video thật hấp dẫn ở trên máy tính và sau đó chúng ta tải lên. Thì để tải lên các bạn chỉ việc click vào cái dấu cộng để tải lên cái video của các bạn. Và lưu ý rằng là đối với quảng cáo video trên Facebook thì Facebook chỉ cho tải lên cái định dạng là .mov hoặc .mp4. Độ phân giải tối thiểu là 720, tỷ lệ khung hình widescreen 16:9, và cái độ dài tối đa là 60 phút đối với quảng cáo trên Facebook, và Instagram là 60 giây. Nếu mà ở cái video dài hơn là 1 phút thì sẽ không chạy được trên Instagram. Trong thời gian đợi Facebook tải lên cái video thì các bạn có thể thiết lập những cái thông tin ở phía bên dưới cho video, cho cái hiển thị quảng cáo. Ở cái ô kết nối trang Facebook của bạn thì các bạn chọn cái fanpage mà muốn chạy quảng cáo. Nếu như các bạn muốn kết nối với tài khoản Instagram thì các bạn có thể thêm cái tài khoản Instagram vào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ phải thêm những cái mô tả cho quảng cáo thật hấp dẫn để kích thích người dùng click vào video, cũng như là click vào cái URL của trang web. Thì các bạn có thể
paste một cái URL vào trong cái ô URL của trang web, để khi mà khách hàng click vào cái nút kêu gọi hành động ở bên dưới đây thì nó sẽ dẫn khách hàng đến trang web của các bạn. Ví dụ như Ngọc muốn đưa khách hàng đến cái trang dịch vụ cài đặt blog miễn phí của Ngọc, thì Ngọc sẽ copy cái trang đó, cái URL đường dẫn của trang đó và paste vào cái ô URL của trang web. Ở cái nút kêu gọi hành động thì các bạn có thể chọn những cái tên, ví dụ như là đặt ngay, tải xuống, tìm hiểu thêm, hay là đăng ký hay xem thêm, thì nó thì đấy là các bạn có thể lựa chọn. Ok, cái video của chúng ta đã bắt đầu tải lên rồi, thì các bạn có thể chọn một cái hình đại diện mà Facebook gợi ý ở ngay bên dưới, hoặc chúng ta có thể chọn một cái hình ảnh hấp dẫn để tải lên từ máy tính cho video để kích thích người dùng click vào website. Ngoài ra, nếu có phụ đề thì các bạn cũng tải lên cái tệp mà SAT. Rồi, như vậy là các bạn đã thiết lập được những cái thông tin cho quảng cáo, chúng ta có thể xem lại. Ngay bên tay phải thì các bạn cũng có thể xem được cái hiển thị của quảng cáo trên bảng tin của máy tính, trên bảng tin của thiết bị di động, hoặc là trên tài khoản Instagram thì cái quảng cáo cũng chạy trước cái hiển thị cho các bạn xem. Và đây là bên cột bên phải của máy tính. Rồi, sau khi các thông tin đã ok hết, các bạn chỉ việc nhấn vào đặt hàng để Google xử lý kiểm duyệt cái quảng cáo của các bạn, và sau đó thì cái quảng cáo của các bạn sẽ được chạy sau một vài phút, nếu như các quảng cáo không vi phạm cái các vấn đề chính sách chạy quảng cáo của Google. Đây là các bạn thấy cái quảng cáo chạy, và sau khi quảng cáo kết thúc thì khách hàng có thể click vào cái biểu tượng này, và nó sẽ dẫn khách hàng đến cái trang mà các bạn đã nhập cái đường dẫn trên khi các bạn thiết lập quảng cáo. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể thực hiện cài đặt cấu hình một cái quảng cáo video trên Facebook, và Ngọc tin rằng với cái cách chạy quảng cáo này thì các bạn sẽ khá là khác biệt so với những người khác khi chạy quảng cáo hình ảnh. Và thực ra chi phí mà để chạy quảng cáo hình ảnh và video thì không khác nhau, gần như là không khác nhau. Thì hy vọng là thông qua cái bài hướng dẫn cái video này thì các bạn có thể thực hiện cho mình một cái quảng cáo video trên Facebook để tăng doanh thu, hoặc là để thu hút người dùng đến sản phẩm dịch vụ của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và hẹn gặp các bạn ở những cái video sau.